triệu tiền luật sư mà tại sao trả cái điện thoại còn 200 triệu luật Trả sư điện nó thoại nằm ở chưa? đâu? Trả điện thoại Trả chưa? ngày hôm qua cho em mà em Mới không trả có hôm nhận. qua nha. Dạ, ta trả luật sư người ta nói là ta trả lâu rồi, ta không có nhận cái điện thoại mà ta cũng không có nhận tiền nhận gì. Dạ em à, bất bình chào tất cả cô chú anh chị và các bạn ha. À, hiện tại bây giờ là hôm nay là mùng 6 Tết các bạn chị, thì em có mặt ở nhà tại nhà của bác hai các anh chị, là mẹ của chị Kim Hà các bạn anh chị. À, thì ngày hôm nay cũng có một khán giả ở xa và liên hệ với mấy anh em để đến thăm gia đình bác hai và cũng như là chúc Tết cho gia đình bác hai các bạn chị, và cũng hỏi thăm một số vấn đề về cái câu chuyện của bà bí ẩn này và của sự việc của chị Kim Hà các bạn anh chị. À, thì hiện tại bây giờ trước màn hình của anh chị đây là anh Út và bác hai và hai vị khán giả cũng như là một hai vị mạnh thường quân ở xa về để mà đến đây để thăm bác hai các bạn anh chị. Thì mời tất cả cô chú anh chị hãy tiến vào bên trong để mà nghe cái cuộc trò chuyện của bác hai, và bác hai sẽ nói như thế nào và với Mạnh Thường Quân về câu chuyện bí ẩn này các bạn chị. Dạ em xin mời tất cả cô chú anh chị ạ. Amy gì đó về vào tù cái là có điều tra viên đang là lấy lời khai nó là chuẩn bị thì tâm lý là chị phải đề luật sư là điều đó đúng luật sư hình sự cô Hà là một nạn nhân mà không phải tội phạm đấy chị mà phải cần có luật sư hình sự. Luật sư hình sự là bên cái người ra tay sát hại cô Hà, người ta cần thuê thôi vì nó muốn cố tình nó dối là nó lấy tiền chị thêm 300 triệu bữa hôm qua khi về em cũng bất chia sợ em gái nhắc là vô trong phòng ngủ mà ký tên gì đó à, không có luật sư nào làm việc gì của chị. Bây giờ luật sư nè, chị hai cần người ta, chị hai phải đến nơi cơ quan người ta làm việc. À, có thể là người ta bận quá, người ta nhận chị không được. Người ta hẹn chị ngày nào, giờ nào, chị sẽ đến nó gặp người ta. Có cơ quan nơi cái chỗ người ta làm việc vô văn phòng luật sư đàng hoàng. Còn nếu về hoàn cảnh chị mà nghèo quá, khổ quá, có thể người ta trực tiếp đến gia đình chị ta tham khảo với cái ý của gia đình mình để người ta giúp mình chứ không có luật sư nào theo cái ý của bí ẩn mình nói chuyện. Em biết là chị không biết chuyện gì mất đi bốn chuyện mấy bạn đâu có rụng cảm rồi hơn nữa nó bị cái đồng xu này nó là để cho chị nghe gia đình chị nghe mấy người là biểu đưa nhiêu đưa hoài 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 vậy đó nhờ. Đưa với hết tiền là nghỉ đưa vậy rồi thì quá khổ rồi. Giống như em nói chị hai nghe rất tiếc không có cháu Vũ ngày hôm nay để em nhắc lời cái câu mà người bí ẩn nói chuyện hỏi cậu Vũ bây giờ tao hỏi mày có đi tiếp nữa hay không, tao hỏi mày gia đình mày có đi tiếp nữa hay không, thì cậu Vũ trả lời rất là nhẹ nhàng. Điều thứ nhất em cho chị biết chị thương em, không muốn chống trả trở lời những cái lời lời nói mà mạnh dạn quá, sợ cái người bí ẩn này bỏ cuộc. Chị hai hiểu em nói không? Nhưng cậu Vũ đừng có nghĩ như vậy, nhận tiền được của mình là phải làm cho ra cái chuyện của mình sáng tỏ với cộng đồng, nó là như vậy. Lúc đầu cậu đứng lên cậu chia sẻ bên cái kênh của cậu Lệ Nguyễn, tôi xin gửi lời một cái thông điệp, tôi nhờ cái kênh của anh Lệ Nguyễn, cháu tôi là Kim Hà, cái chuyện này tôi sẽ đi đến tới cùng, tôi không bao giờ dừng cuộc. Ngày hôm nay em nhắc lại cho chị nhớ nghe chị đúng không chị? Đó là như vậy. Thì tại sao bây giờ lại hỏi cậu Vũ? Bây giờ tao hỏi mày gia đình mày có đi tiếp nữa hay không? Cậu Vũ trả lời là gia đình con sẽ đi tiếp đó bác hai, nhưng á, gia đình con hết tiền rồi.
nó là như vậy. Vì cái lý do gì mà hết tiền chị? Cái gì cũng chưa thấy hết trơn á. Chị đưa tiền cho cô bí ẩn này, ít ra cô chị phải nhìn được cái gì trước mắt chị, cậu Dũng cũng vậy. Hoàn toàn giấy gì đâu không nè. Chị bây giờ em đến đây, em muốn nói những cái lời mà theo ký của em thôi. Chị cảm thấy cái bọc giấy mà cậu Vũ đem về đó, là nói giấy tờ đó là giấy tờ của luật sư 2023 hết thời hạn rồi. Bây giờ lại đưa lại cho cô bí ẩn gia hạn lại của 2024, đúng không chị? Dạ. Cái đó là qua cái lời nói của cổ thôi. Dạ. Để cổ qua mặt gia đình chị, qua mặt cộng đồng. Dạ. Nói với chị nghe như vậy, cổ hay lắm, hay mới lấy được tiền chị 4 tỷ 530 triệu. Đúng rồi. Không hay thì sao lấy tiền được? Gì cũng nói nha, hay không gì cũng nói trên cao trên đỉnh không mà. Dạ. Này cũng đâu có hiểu ấy biết gì đâu, rồi dạ. Nghe theo hoài cứ nói. Dạ. À, lấy tiền là đưa tiền đi quật mộ, rồi đưa đi quật mộ rồi cũng không quật mộ, lấy 1 tỷ bạc. Dạ. À, đi quật mộ rồi cũng không quật mộ. Rồi dạ. Biểu đưa 200 triệu đi luật sư. Dạ. 110 triệu gì đưa nhà báo gì đó. 110 triệu nhà báo với 110 triệu lặng mò. Dạ. Dạ, cũng không có gì chứ. Hoàn toàn không có gì hết. Không có gì hết. Dạ. Qua lời đối nói cô này là nói không mà lấy tiền của lặng chuyện giúp chị để cổ nhận tiền của chị. Cổ đưa về đâu chị biết không? Đưa về cái công ty của cổ á. Bởi vậy mà cái lời nói của cô lặng này không có lương tâm. Đạo đức theo như đó là thấy hoàn cảnh của tôi vậy thì cũng xem xét nhìn. Dạ. Rồi thì con của tôi nó mắc vậy thì thôi cũng làm được, thì nói chị hai ơi em làm được hay gì. Dạ. Không nói được, không nói được mà khà, không nói không mà cứ đời cập nên lấy tiền của em hoài hoài vậy, em cũng không biết làm sao mà em cũng đưa hoài, cũng không nghĩ tới chừng nào em thắt ra hết tiền hết của thì nghĩ ra là chết sắp xỉu. Yeah. Bởi vì em quá đau vậy. Chứ là nói cô cái hẳn đi. Thì bây giờ em chia sẻ với gia đình chị như thế này. Lúc chị đưa tiền, chị là đứng ở bên ngoài, chị lo về tài chánh tiền bạc. Em chạy bữa nay em đính chánh là cái câu này cho rõ ràng với cô bí ẩn nha. Chị là đứng bên ngoài, chị để chị chạy cái tài chánh tiền bạc. Yeah. Chị đưa cho cậu Vũ. Yeah. Đưa cho cậu Út. Yeah. Đưa tận tay cho người bí ẩn này. Yeah. Chị đưa từ lúc nào? Phải có giấy tờ. Chị chuyển vô tài khoản từ lúc nào? Chị phải chứng minh có giấy tờ. Yeah. Và cổ ghé ngang nhà chị lấy từ lúc nào? Chị khẳng định phải nhớ cho rõ rệt. Yeah. Đưa cô này ra ánh sáng. Yeah. Em xin lỗi chị, mấy cháu, con người của mình không có cái gì ngoài ra có một cái nhân quyền. Cái nhân quyền của chị đó, tất nhiên chị được quyền ăn, chị được quyền nói, chị được quyền nói đúng cái lẽ phải của chị. Chị đừng nói thêm những cái gì thôi, đừng có nói là mất cái đạo đức lương tâm của con người giống người bí ẩn này. Chị có nhân quyền, cháu này có nhân quyền. Thì mình người thật nói thật chứ đâu. Dạ. Mà mình người... Cái nhân quyền của chị nó rất là mạnh. Nó bảo vệ cho gia đình chị. Bất cứ người nào con nít cũng phải có cái nhân quyền. Dạ. Của đứa con nít. Còn cậu Bảy đi đến nhà của cái người bí ẩn này đó. Chú Bảy. À, chú Bảy. Chú Bảy tôi kêu bằng cậu giống như cậu em là. Dạ. Em tôi đó. Dạ. Đi đến nhà của người bí ẩn này. Dạ. Đưa tiền lúc nào. Dạ. Cậu Bảy này phải nhớ. Yeah. À, và trong đó có ai, có ai. Cậu Bảy phải nhớ. Yeah. À. Còn bây giờ em chỉ gợi ý thôi. Yeah. Bữa nay em mới bill lên nè. Cái đồng xu nó có vấn đề. Lời nói của em phải có trách nhiệm với lời nói của em. Cái đồng xu nó có vấn đề. Người ta đã sơn bùa ngải rồi, trong đó nói để cho gia đình chị
em út dòng họ con gái chị cúi đầu lấy tiền đưa cho người ta, chị phải giữ cái đồng xu đó lại làm một cái bằng chứng. Dù chị có muốn đưa lên hay không đưa lên gì, sau này phải đưa cái đồng xu đó ra. Và biết cái chủ nhân mà người sơn bùa sơn ngải này để hại gia đình chị đó là ai. Dạ, em chỉ góp ý như vậy thôi. Chị hai cần nói gì chị hai cứ nói đi. Cái sự quan ức của chị tức tối chị nói đi, ngày hôm nay em ngồi đi chia sẻ với chị hai này, cho cộng đồng cô bác trong nước ngoài nước người ta nhìn, và những người mạnh thường quân đó sẽ giúp đỡ chị được cái gì người ta giúp. Thì lúc rậu thì cổ nói là thím bà chị em bạn dâu với cô út đó, rồi chồng của cô Quý Ẩn thì anh của Dưỡng Út. Dạ. Rồi cũng mình cũng nói là người đúng thân thiện trong nhà cũng. Dạ. Không có nghĩ... bởi vì cái chỗ nó lăn la trà trộn đúng. Dạ, rồi mình cũng không có nghĩ gì mà cái chuyện vậy, mình cũng tự tin tưởng rằng dạ. Và giúp cho mình thì mình cũng nói rằng mà giúp. Dạ. Nói như là mà quyền hạn thì cũng cao thì dạ. Nói vậy mình cũng nói rằng giúp. Dạ. Thì nói sao nghe vậy thì mới thì còn em nhắc lại cho chị hay nhớ và gia đình nhớ nè. Cái ngày mà 12 ngày, cái ngày thứ 11, yeah. Qua ngày thứ 12, yeah. Cào xé cô Hà lên từ ở dưới cái đáy sông của Dòng Cống. Yeah. Cái sông Dòng Cống đúng không chị? Yeah. Thì cậu A Xin là người làm được, tìm được cái xác cô Hà. Đúng không chị? Cũng như là A Xin nó quay. Dạ quay. Còn đằng này thì có cái ông chú ở đâu ở dưới Long An hả chị? Long An. Dạ. Rồi đi vô rồi chú đó rồi mới kêu em xuống. Dạ. Rồi em mới xuống rồi mấy con cháu rồi lòng vòng ở đây nè với dạ. Mấy cái người mà ta hàng á. Dạ. Rồi mới mua dây, mua sắt, mua em biết. Mấy lần hàng. Dạ. Hàng xong rồi mới đi cào. Dạ. Đi cào móc rồi tôi ăn cơm xong rồi mới đi. Dạ. Rồi em cũng nói với con em rồi nói thôi bây giờ con phải cào liền mối. Dạ. Định cho vô hở. Dạ. Rồi thì nó cạo hai ba vòng gì đó thì gần xà lan đó thì móc văng lên. Nhưng em dạ, đứng tránh cho chị nghe nè. Rồi xin nó quay. Chị coi lại đi. Dạ. Những cái clip đó đi. Dạ. Em nghe em coi rõ. Em thấy cậu A Xin vừa quay. Dạ. Vừa nghe người ta chỉ hướng này, hướng kia, hướng nọ. Thì bên Tấn nó chỉ. Dạ, nhưng cậu A Xin nhất định là không đi. Dạ, mình cũng không biết rằng mình chỗ đó nhưng mình đâu có đi. Dạ. Mình lỡ mình cào, mình biết cào chỗ đó rồi. Cậu A Xin làm như cũng có một cái giác quan. Dạ. Hoặc là có thể là có duyên gì đó với cô Hà. Hoặc dạ. Là cô Hà muốn cho cậu A Xin này tìm cào dạ, cái nó cũng chỉ đi lục bình này rồi dưới mà chỗ kia hoài người ta đằng này đâu có đi đâu. Dạ. Định là đi mình biết chỗ này rồi mình đâu có đi chỗ đó làm chi, nó chỉ lạc hướng mà vì cái chỗ đó cô Hà mới lên chứ. Dạ, văng lên thì em coi từ đầu đến đuôi được cái phản đó đó thì cậu Xin mới vô gia đình chị nhận chị. Dạ. Là người mẹ nuôi. Dạ. Mà em không biết nguyên nhân gì sau này sao mà cậu Xin ít cái lợi đi quay đó. Vì em đoán được cô này muốn nói đi nói lại nói cái gì em không cần biết, không cho các cậu YouTube rồi đưa lên mạng, không cho ghi hình, không cho các thứ. Yeah. Đánh giặc ra hết. Yeah. Để kiếp, lúc đầu cũng không cho kế cận gia đình. Yeah. Không. Yeah. Cho tiết lộ ra ngoài. Dạ. Yeah, đó. Tiết lộ ra ngoài rồi sao chị đưa được 4 tỷ mấy vào tay của cô này. Yeah. Cô người bí ẩn này đúng không chị? Yeah. Bởi vì chị thương con. Dạ. Dạ, chị thương con quá chị nghe. Ờ, nghe theo, rặn đi làm. Rặn kêu làm gì chị cũng nghe, dạ. Coi sao. Dạ, đúng rồi. Dạ. Chị nghe. Khi chị bật ngửa ra, tay trắng rồi. Dạ. Một miếng giấy gì mà nói ra đưa ra chính quyền được phụ phương hay là có cái gì để mà có cái bằng, cái hiệu lệnh trước mặt của cơ quan chức năng không có. Không. Dạ. Thấy luôn. Dạ, không thấy. Dạ. Nói không mà không có gì trơn, nói nhà báo vô cũng không có, không thấy. Lặn mò cũng không thấy. Bây giờ cổ nói yêu cầu cổ. Dạ. Tăng lên đi. Rồi tăng những cái nói lên đi con. Đấy 1 tỷ hoặc mộ rồi cũng không có.
từ 200 triệu luật sư với cái điện thoại. Dạ. Rồi bây giờ không biết nghĩ làm sao mà kêu tôi trả cái điện thoại. Rồi trả cái điện thoại rồi 200 triệu tôi ở đâu? Dạ. 200 triệu luật sư mà kêu dạ. luật sư là 200 triệu với cái điện thoại là tôi mua cái điện thoại 3 triệu mấy. Dạ em có nghe trên mạng đưa. Trên clip. Rồi bây giờ là nhắn gỡ người này kia đặng trả cái điện thoại lại cho em. Dạ. Em nó không nhận. Em dạ. bây giờ cái điện thoại là 3 triệu mấy. Dạ. Mà dưới cái 200 triệu tiền luật sư mà tại sao triệu tiền luật sư mà tại sao trả cái điện thoại còn 200 triệu luật sư nó nằm ở đâu? Trả ngày hôm qua cho em mà em không có nhận. Dạ, ta trả luật sư người ta nói là ta trả lâu rồi. Ta không có nhận cái điện thoại mà ta cũng không có nhận tiền nhận gì trơn. Là lời bà bí ẩn nói chị là ông luật sư nói gì anh gửi về không cho ông bà nói là luật sư người ta trả cái điện thoại rồi bà đem gửi trả lại cho em. Gửi người khác đó, trả cho em. Em xin cắt lời chị hai. Dạ. Em là chị. Dạ. Trả lời với cô bí ẩn. Dạ. Bây giờ cô muốn tôi tin tưởng ông, cô cho tôi gặp luật sư. Luật sư đó hiện nay làm cơ quan nào, tên gì, văn phòng ở đâu? Cho tôi hỏi ông lý do gì ông nhận tôi 200 triệu mà đòi hỏi tôi cái điện thoại. Ông vướng vào cái bộ luật hình sự rồi đấy chị. Chỉ 2 triệu thôi. 2 triệu thôi là cũng đủ vướng vào cái bộ luật hình sự. Cũng như là tụi nó chiếm đoạt tài sản người ta mà nói không mà bà không có thì không có nhận em thay mặt người ta đó. Nói là bà luật sư đã nói là người ta thương hai đứa cháu mà người ta không vắng không à chứ người ta không có ký hợp đồng gì trơn á ta nói lời người ta bà thương nói nữa. Lời bà nói là bà cũng nói là lời bà nói dạ, dạ. Chứ còn nói gì giờ trả đi điện thoại rồi nói gỡ người ta đặng đem trả điện thoại cho em không nhận em nói giờ cái điện thoại với 200 triệu tiền luật sư là dạ. luật sư nói mướn luật sư vậy đó dạ. 200 triệu với cái điện thoại dạ. mà giờ gửi người khác em xuống trả điện thoại em không nhận em nói giờ cái điện thoại với 200 triệu là làm sao mà trả cái điện thoại cho em dạ. nghĩ sao mà đem cái điện thoại trả cái cho em điện thoại này mới trả cho chị hôm qua dạ trả nhắn người dạ. khác trả dạ mà mới hôm qua dạ thì là sao em bước rồi bữa em lên em chia sẻ bên kinh của Dường Cơm Xã Áo nè em đề cập vô cái điện thoại luật sư nào mà bắt buộc gia đình chị hai mua cái điện thoại 3 triệu hoặc là 3 triệu mấy rồi 3 triệu mấy dạ yeah. Không thấy luật sư mà luật sư người ta không có mình đúng ra mình xét ra là mình xét là luật sư nào mà ta kêu mình mua điện thoại dạ không ai luật mà sư mua nào dạ tỉnh quan kia em mới lên chia sẻ thì bữa nay đem lời trả cái điện thoại lại cho chị yeah. tại sao chị nhận chứ còn nói với nhắn gửi với người khác gặp em anh không có nhận dạ em đâu có nhận em buộc tội dạ. cô này em đâu có nhận đâu dạ em nói giờ cái điện thoại mà với 200 triệu mà nghĩ sao mà đem hai cái điện thoại trả cho em dạ yeah. Dạ, nói là trả điện thoại, gửi điện thoại trả lại. Cái người đó là người quen mình hay người lạ? Thì cũng quen, cũng vòng vòng quen nè. Ông có nhà không? Không có, cũng như là nói trả với tiếp nè. Không có gỡ người ta chứ còn tay chứ ta không có nói với mình, nói gỡ gì đó. Bả không có nói mà đều cái gửi cho cái người khác ta nói như bả gửi cho người khác ta mới chuyển nói lời chuyển lời ờ chuyển đi vòng vòng chứ không có giáp mặt là không có giáp mặt bây giờ em nói cho chị nghe như thế này em nhắc nhở chị trên tinh thần giữa giờ giống như là em một người cộng đồng trên tinh thần là em với chị là bạn bè em nhắc chị sau này ai muốn gỡ cái gì của người bí ẩn truyền tới đưa tới chị từ chối cho em nhận của chị người nào nhận chị và đem tới gia đình chị đưa lại cho chị chẳng hạn như người bí ẩn nhận của chị 4 tỷ 530 triệu người bí ẩn tới đây trực tiếp cầm tiền trả lại chị đó là một cái bằng chứng
không ai nói chuyện được, thì người ta là người trực tiếp để chị đưa tiền cho người ta, người ta nhận tiền cho chị để làm cái công việc mà khi mà để tìm ra được cái người nào là người giết cô Kim Hà, hoàn toàn có gì hết trơn, thì người đó phải cúi đầu đem tiền lại đưa cho chị. Chị nhận, chị tiếp xúc người ta, sau này chị phải cẩn thận nha. Thì chị bất cứ người nào em không cần biết, chị muốn nói chuyện gì chị phải bỏ tỏi vô người chị đi, nó hay hơn. Ở đó em nhắc nhở chị, bùa ngải không có ai vô chị được đâu. Vì gia đình thiếu sót nhiều quá thôi. Mặt trắng là chị. Em nhớ có một lần là cộng đồng á giúp đỡ cho chị, nhưng chị từ chối đúng không chị Ai? Bây giờ chị vào cái hoàn cảnh này rồi. Chị nhờ cộng đồng, Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho chị. Thì do ai? Do vợ chồng của